Hello các bạn nha. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. J Gray đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau coi Skibidi Toilet Multiverse tập thứ 37 phần 2 nha các bạn. Trời đất ơi, nhớ các bạn fan gần chết luôn. Ngày hôm qua mình không có làm video được bởi vì hôm qua mình bị bệnh nha các bạn nha. Chứ nếu như hôm qua là mình làm được là mình đã làm video này sớm cho các bạn coi rồi. Vì cho nên là ngay bây giờ, hôm nay anh J vẫn còn bệnh nhưng mà anh J rất là nhớ các bạn fan và mình rất là muốn coi bộ phim này rồi các bạn ạ. Vì cho nên là ngay bây giờ nhớ lại cho video này một nút like ủng hộ cho anh Jay nha các bạn nha. Những bạn nào đến với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha các bạn. Hôm nay mình mặc áo của Cristiano Ronaldo để coi bộ phim này nè các bạn à. Mong là mình sẽ siêu nha các bạn nha. Nhưng mà không biết là hai ông nội này có quýnh nhau hay không nữa các bạn. Thôi được rồi, chúng ta bắt đầu video luôn nhé. Nhớ bấm like cho video và cũng như đăng ký kênh cho mình. Còn bây giờ bắt đầu thôi, let's go baby. Trước khi vô video ngày hôm nay, mình có một tấm phản ánh của bạn fan gửi cho mình rất là đẹp về Titan TV Man các bạn à. Một Titan TV Man mà có nút like, rồi có nút đăng ký kênh, rồi bấm vô cái chuông nè các bạn. Quái cái chữ này cái chứ. Và ở trong cái nhìn địch của anh ấy còn có chữ J nè các bạn ơi. Ui giời, ở đây là một tấm fan art cực kỳ đẹp nha các bạn nha. Trời ơi, không thể nào thích hơn được nữa nha các bạn. Ở bạn ấy còn đang nghe cái nhạc gì đó này nè. Nhạc có tên là J các bạn. Wow, và đây là có những tấm hình của những nhân vật khác đang đứng xếp hàng ở trên mộ của thằng G-Man và ông tiến sĩ để chia tay ổng các bạn ơi. Và bạn ấy cũng đã bấm nút đăng ký kênh cho mình và bấm vô cái chuông luôn các bạn. Ngay bây giờ thì các bạn cũng nhớ làm chuyện đó luôn nha các bạn nha. Tấm hình ảnh này anh chị đánh giá cho nó là 1 tỷ điểm trên 10 nha em. Các em rất là nhiều luôn. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu video thôi. Let's go về. Đây có cái nút like nè các bạn ơi. Nhớ bấm nút like nha. Nút like màu xanh này đăng ký kênh màu đỏ nha các bạn. Rồi giờ vô coi video thôi, let's go. Đây là tập thứ 37 phần 2 các bạn à. Titan Speakerman và Titan Cameraman kìa, nhìn ngầu chưa? Trời ơi ngầu thì cái chứ. Nhất là Titan Speakerman nha các bạn nha. Để mở bài nhạc nghe coi. And no pleasure, nothing ever. Thôi được rồi, nghe vậy đủ rồi, giờ vô coi phim mấy cha ơi. Ok. Rồi vô. Ui, Titan The Real Man kìa. Và Titan Speaker Man đã chuẩn bị xuống đây. Đừng có nói đánh nhau nha. Titan The Real Man thì đang vẫy tay chào các bạn ơi. Ủa có vẻ như là anh ấy đã quay trở về phe chúng ta rồi các bạn. Let's go baby. Ê, cho nghe bài nhạc lại được không? Yeah, let's go. Cuối cùng thì đại ca đã quay trở về bên chúng ta các bạn à. Hai tay tình màu đỏ là hai tay tình mà anh chị thích nhất luôn. Rồi, let's go. Yo, xin chào người anh em nha. Chúng ta sẽ cùng nhau lại bắt tay tình nghĩa này. Giỡn hoài cha, xuống bắt tay tình nghĩa anh em. Tự nhiên đưa cái súng lên làm cái gì vậy? Đừng có bắn mà. Dừng lại. Yo, wait, what? Mày what? Nó tông vô luôn rồi. Ai đừng có bắn Titan Speakerman. Dừng lại đi. Trời ơi nó quýnh nhau rồi các bạn ơi. Rồi xong luôn. Trời ơi hai Titan mà mình thích nhất bây giờ tụi nó đâm vô tụi nó quýnh nhau các bạn à. Hai con trâu hút nhau, một con chết một con què, có một thằng cầm dâu bầu tập vô đầu là hai con trâu. Thịt châu xào với su hào bỏ hành vào là không ai ăn. Thịt châu xào với dâu cần bỏ hành vào là xúc như điên. Ôi nó nhảm mà. Đừng có uống nhau nữa. Bro cái gì vậy? Cái gì vậy? Dừng lại đi Titan Speakerman, đại ca lao đồ. Dừng lại. Oh it's pretty good. Yeah bro. Titan Cameraman đã đưa tay kêu. Ê đừng có quýnh lộn nữa, nó về phe chúng ta rồi, quýnh chi quýnh hoài. Đúng không? Quýnh không đúng không? Đúng rồi các bạn ơi, một nút like liền các bạn. Yeah let's go baby. Cuối cùng của chuyện này cũng đã xảy ra các bạn à. Vậy là về phe rồi các bạn ơi. Quá đã. Let's go baby. Ngon rồi đó. Vậy là bây giờ Titan The Real Man về phe chúng ta rồi các bạn. Thích thực sự. Nice. Các bạn vừa mới thấy gì không? Titan Speakerman làm vậy nè. Xư một cái hai ông kia không ai làm theo ảnh. Ảnh quê quá và ảnh bay đi luôn. Quê. À tiến sĩ đối đầu với Titan TV Man.
Tiến sĩ, ông không thoát được đâu. Vậy sao? Tuy tình liêm em mắng mày nè con. Hấp tinh đại pháp chưởng ngược lại cho ông nè. Tận hưởng đi, tiến sĩ thúi. Mày giỡn hả con? Vô bệnh viện cho con trai. Hơi non đấy. Cái gì đây? Máy bay bắn tên lửa. Cho tụi vô hố đen vũ trụ luôn. Let's go bấm like liền các bạn. Quá đã. Mày đây tình cameraman tới nè. Quên ơi đằng sau kìa tình cameraman. Coi chừng mấy con skippy đi quỷ mà kìa. Coi chừng nó cắn anh ơi. Đây là ai đây? À thì đó là thằng Skibidi biết nói chuyện. Trời đất ơi, nó đối đầu với một anh tay tình bự như vậy mà nó cầm cái cây súng có chút ép. À, nghe nó giỡn mày ơi. Anh ơi hay không mấy anh là thổi cho nó cái cho nó bay luôn cho rồi đi. Này nó ảo tưởng sức mạnh quá rồi. Nó làm cái mặt rồi ấy. Ông già cắn như mày không già cắn nha. Mày cắn hả mày? Mày cắn thì mày nằm đây cho mày dẹp lép luôn. Mày giỡn mặt thằng này đô bu nữa. Tên Speakerman giúp ảnh đi. Ủa tên Speakerman này nhìn ngầu ghê luôn các bạn. Ai thấy ngầu cho một nút like nha. Ai đây? Một cái dịch chuyển hả? Chẳng lẽ là tiến sĩ bỏ chạy? Đâu vô liền. Đứa nào xuất hiện đi. Cú đấm thân sau nè. Mày hả bưởi quầy what? Đấm hụt hả? Ai vô gì vậy? Hả? Hình như không phải là tiến sĩ các bạn ơi. What the hell? Ai xuất nhìn cái chân này giống như chân zombie vậy? Không phải zombie. Đây là Skibidi Toilet cá mập đầu búa. Tại vì nhìn cái mắt của nó vậy nè. Cá mập đầu búa nha các bạn nha. Mà nó còn niềng răng nữa các bạn. Quái cái chân nè cái chân. Chắc nó thấy là răng nó hô quá cái nó niềng lại các bạn ơi. Ủa nhưng mà làm đã là Skibidi rồi, đã là zombie rồi mà bây giờ còn niềng răng nữa. Cái thằng này là nó mày đẹp trai dữ chưa. Niềng răng nữa các bạn. Ngay bây giờ các bạn bình luận cho anh biết là các bạn có quen đứa bạn nào nó niềng răng hay không nha các bạn nha. Hoặc là các bạn cũng có niềng răng hay không, ngay bây giờ hãy bình luận phía dưới cho anh biết nha các bạn. Mình là hơi bị nhiều bạn niềng răng luôn á. Nhưng mà anh Jay thì không có niềng răng nha các bạn nha. Tại vì nghe nói là niềng răng đau lắm các bạn ơi. Bỏ qua chuyện cái này ha. Quýnh nó đây tình Speakerman. Chỗ nó súng răng luôn. Ê, Titan the Real Man tới nè con. Mày nói nhiều chưa? Tao cho mày súng răng luôn. Quýnh nó đi hai. Wow, let's go bê, chiến đấu nào. Hả? Ê, mình có. Tự nhiên sao mình thấy cái cảnh này nó quen quen đó nha. Nó giống như cảnh của Godzilla với King Kong các bạn. Nhìn nó quen quen. Ê, vô. Quái trưởng gọi đồ hả? Cái cảnh này là cảnh của phim Godzilla mà. Yo bro, quay cái chữ nữa chứ. Trời ơi, con này niềng răng ghê quá anh ơi. Cho cái búa vào đầu đi. Cho mày súng răng luôn. Let's go về. Ủa vậy sao tới thui vậy chạy? Ê. Một ngôi nhà xuất hiện. Ủa nhà đẹp dữ. Ủa anh máy chụp hình nè. Xin chào anh nha. Và anh ấy hình như ảnh đang nuôi cái con bé gì á. Thằng robot C-Band tới đây. Chắc con đi kiếm mấy con nhỏ nó để tiêu diệt đó các bạn ơi. Anh ơi, giấu nó đi. Cái thằng C-Band robot C-Band này nó nói là tao nghĩ tao mong rằng là mày có một lý do nào đó hợp lý. Tại vì ngay bây giờ mày không đi đến trận chiến. Có nghĩa là thằng robot C-Band này nó đang nghi ngờ anh ấy các bạn ơi. Để coi coi anh ấy nói gì đây. Sáng nay ngủ quên. Với lại mới tắm ra bây giờ đi quýnh lộn nè. Nó kêu ok được rồi. Cuối cùng cũng được các bạn ơi. Đây nè, anh ấy đang nuôi cái con nhỏ này ở trong nhà nè các bạn. Và đây chính là con người. Và cái thằng robot C-Band này nó rất là ghét con người luôn. What? Núp đi bé ơi. Ok, an toàn rồi. Let's go baby.
Quái cái chữ nữa chứ. Nó đi qua nó còn nhìn lại nữa các bạn. Nhìn nó nè, gớm chưa? Hết hồn luôn. Nó nhìn qua nhìn lại các bạn ơi. Nó có thấy không này? Cuối cùng à! Bro, anh đâm studio ơi, anh đừng làm với em anh ơi. Em và tim em là bị bệnh tim á anh. Em bị bệnh tim mà anh làm em đau tim quá. Nó đi qua nó còn đưa lại, xong bây giờ nó đưa cái thầy rồi nó bắt nhỏ này luôn hả bạn ơi. Chạy đi bé ơi, chạy đi. Chạy đi, nhỏ này tên gì quên rồi các bạn. Bạn nào nhớ mình luận tên nha. Hình như Stephanie phải không? Anh chụp hình cứu nó đi. Ê, ok, anh đang đưa tay ra cứu nè. Đừng có bắn, đừng có bắn. Hãy cho tao biết tại sao mày phản bội anh em hả cái thằng máy chụp hình kia. Tôi không có phản bội. Đây chỉ là một con người vô hại mà thôi. I was not filled with emotions. Tao không có bất kỳ một cảm xúc nào cả. Tiêu diệt là tiêu diệt. As it has always been, one of them survives. Con nhỏ này thì nó cũng giống như những đứa Skibidi khác mà thôi. One of us dies. Use logic. Nhà ông, cái con robot Siben đã nói là bây giờ mà để con nhỏ này sống thì chúng ta sẽ chết, mà để cho nó chết thì chúng ta sẽ sống. Vì vậy cho nên là mày hãy suy nghĩ một cách thông minh lên đi. Cái thằng máy chụp hình ngu ngốc kia, tránh ra để tao giết nó. I don't want to kill you. Tao không muốn giết mày đâu. If we win, I won't laugh. Nếu như chúng ta chiến thắng cuộc chiến này thì tao cũng sẽ không cười đâu. If we lose, I won't cry. Nếu như chúng ta thua cuộc chiến này thì tao cũng sẽ không khóc. Ủa vậy giờ sao? Just a project to stop another project. Tao chỉ là một cái dự án để ngăn chặn một dự án khác. Có nghĩa nó nói là nó là được tạo ra để ngăn chặn tụi Skibidi á các bạn. Cho nên là thắng thua nó không quan trọng. Cho nên là ngay bây giờ con nhỏ này sẽ bị chết. Ê, đừng có giết. I speak has no emotion. Nó nói là nó nói chuyện không có bất kỳ một cái cảm xúc gì hết. Nó chỉ là robot thôi. Nó làm nhiệm vụ được giao. Còn cái anh chụp hình này anh kêu là nói chung là mày được nhiệm vụ được giao thì ok, nhưng mà cái con nhỏ này nó là con nhỏ mini, nó là con người mini, nó không có tác dụng gì đâu. Đừng có giết nó, tội nghiệp lắm. Hiểu không? Mà nó còn là con gái nữa. I am hoping for you to understand. Tao hy vọng rằng mày sẽ hiểu máy chụp hình. I cannot ignore my mission. Tao không thể từ chối được cái nhiệm vụ của mình, vì vậy hãy tránh ra để tao xử con nhỏ này. Không được đâu, đừng làm chuyện đó. Nhìn đi, nó có làm được cái gì đâu mà mày khùng quá đi, cái thằng quỷ robot. Có lẽ là mày đã đúng rồi đó, mấy chụp hình. Let's go. Ê, có khi nào là thằng robot này nó đã hoàn lương không ta? Hả? Nó đã hiểu ra mọi chuyện. Nó cười rồi các bạn. Ê vô, nó cười vậy có vẻ là không ổn rồi các bạn ơi. Nó kêu là mày hãy ai. Nó bóp ảnh nổ luôn rồi. Bé ơi chạy đi mày. Ồ hình như nó chạy. Chạy đi em ơi. Con hằng này nó nói là tao không thích phải dí theo mày đâu. Gọi nó bắn luôn rồi các bạn ơi, nó không dí mà nó bắn luôn. Ê, xịt báo tùm lum kìa. Nó bắn như mấy con quạ luôn các bạn. Oh my god, báo tùm lum tùm la luôn, ghê quá. Cái gì đây? No sign of living being has been found. Có nghĩa là không có sự sống nào được tìm thấy. Hả? Là ăn mé kìa chết à hả? Yeah, let's go. Em ơi, em đã sống rồi. Ok, không sao, nhỏ này còn sống các bạn ơi. Oh my god. Wow. Nhưng mà anh máy chụp hình nó hy sinh để bảo vệ nhỏ này các bạn. No bro, sao mình ghét cái thằng Siben nó dữ vậy trời.
Ben trên điện tử rồi ông, hãy xử cái thằng này giùm tôi, cho cái thằng này vô nhóm đi trời. Quái cái trưởng này chứ. Cái gì đây? Titan the Dreamman với Titan Speakerman. Ê, cái cảnh này nhìn quen quen đúng không các bạn? Ừ, cái cảnh này mình nhìn thấy quen quen á. Giống như là cái cảnh, cái gì đây? That Ephemeria, có nghĩa là cái cảnh đó nhìn giống như là, giống như là cái gì? Biết ngay, mình nói rồi thấy chưa? Giống quải trưởng thằng bạn. Bên đây cũng vậy nè, cái cảnh này cũng y chang nè. Hai cái ông nội này chạy y chang như Godzilla với King Kong chạy luôn. Coi nè. Nè nhìn nha, nhìn nha, nhìn coi giống nha các bạn nha. Mình thấy y chang luôn, không biết có giống hay không. Để coi coi cái anh Super Big Leo này là có làm chúng ta coi giống thiệt không nha. Nè nó thử ơi, Dad Ephemeral. Ý tưởng các bạn, anh làm giống á. Vậy có nghĩa là anh Titan Speakerman là King Kong, còn anh Titan The Real Man là Godzilla. Đấm vỡ mộng đi, let's go baby. Ủa hết rồi hả? Ok các bạn ơi, vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc tại đây rồi nha các bạn nha. Mong là các bạn nhớ cho cái video này một nút like nhé. Những bạn nào lần đầu tiên với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút like phía dưới nha. Hẹn lại các bạn ở video ngày mai. Còn bây giờ thì mình bye bye. Nói chung là hôm nay anh chị vẫn còn bị bệnh các bạn à, vì cho nên mong các bạn nhớ bấm nút like ủng hộ cho nên sớm hết bệnh nhé. Còn bây giờ thì mình bye bye.